Xin chào các bạn, mình đang đã đến được Nhật rồi. Bây giờ mình gặp được em họ của mình. Còn mình đang đi ăn ở trong một cái quán Nhật. Chị không biết, chị đi vào ngồi xem lại, chị có biết gì đâu. Trong lúc chờ đồ ăn mình sẽ quay cho các bạn xem quán. Quán, thì càng tốt càng dễ quay. Đây. Đây, chị Thư quay lại đây mẹ. Đâu mày, sao không quay máy ảnh? Sao mày ngủ rồi à? Món ra rồi đây, món gì đây Thái? Món này không phải là gọi mà là cái này là gọi đồ ăn uống nó đi kèm thôi. Đây gọi à, là thế à? Đậu, ở Việt Nam gọi là đậu nhưng mà đây gọi là edamame. Đậu luộc, đơn giản chỉ là đậu đỗ luộc nhưng mà người ta xóc với muối, ăn có vị. Ăn kèm nhưng mà rượu. Đậu này làm gì có ở Việt Nam đâu. Có mà. Đậu gì? Đậu làm gì có. Đậu này quay. Nhưng mà nó kiểu gì chả bán. Ăn bên ngoài hơi mặn mặn. Nó sóc với muối. Ngày xưa bùi nhở. Ngày xưa em làm món này rồi. Ngày xưa em đi làm quán em làm món này. Món này làm mất dạy lắm. Kiểu như kiểu là đây nó đã giã đông ra à. Nó luộc sẵn rồi, nó giã đông rồi. Chỉ nó sóc muối thôi chứ không luộc từ đầu à. Nhưng quán nào làm chuẩn ra nhá, nó luộc cùng cái lái của lá dứa ấy, nó thơm, ăn nó thơm. Đây là kiểu giá đông nó không thơm. Nếu mà cái này tươi ăn nó thơm hơn nhiều. À thế à? Nó thơm hơn, nó thơm kiểu là đồ tươi ấy. Nhưng mà tức là nó xóc muối sao nó không luộc luôn với nước muối? Thì xóc muối thì nó mới có hạt này đúng không? Đáng ra nếu mà chỗ nào nhiều ấy, mình nhìn thấy cả hạt muối ấy. Ăn vào cái vỏ. Nhưng mà cảm thấy bên trong nó mặn một cả tận vào bên trong cơ mà. Đây á? Ừ, có thể thế không? Chắc nó xóc từ lâu rồi. Tức là nó lạnh lạnh nên là vì nó giã đông à? Ừ. Hoặc là có thể cái quán ngày trước em làm nó mất dậy như thế nhưng mà em không biết quán này nó làm ăn nào. Thầy uống bia. Ừ, bia. Đây là Raichi Karibisu. Raichi nhá, Raichi là vải nhá. Vải pha với cả Karibisu là nước uống mà rất là nổi tiếng ở Nhật. Karibisu. Ai đến thì uống Karibisu nhá. Karibisu là cái gì? Karibisu. Là cái gì? Là cái nước uống mà nổi tiếng ở Nhật. Có cả một công ty tên là Karibisu, nó nước uống nên rất nhiều người thích. Cái này không phải không có cồn nhưng mà uống cũng hơi giống có cồn nhỉ. Nó cũng hơi thế à, em uống thử tí. Uống thử đi. Cái thìa này đẹp này, tí cầm muối. Còn cái máy này là cái máy gì hả Thái? Máy này là máy để đặt đồ gọi món. Nên là trong đây mình có thể. Mình tự gọi à hay họ để quên đấy? Mình gọi mà. Hay mình đặt được mà. Ví dụ như kiểu là mình bình thường thì ấn chuông gọi nó đến được nhưng mà đây là mình ấn vào đây thì nó sẽ tự có máy đặt đồ trong kia. Ừ. Thì mình ấn vào đây mình chọn được. Trong trường hợp mà quán này đông khách thì nó không chạy được đến ý. Ừ. Thì nó phải đưa cho mình cái này. Nhưng bây giờ tối hôm nay đêm rồi vắng thì là mấy giờ rồi? Bây giờ là 12 giờ đúng theo giờ Nhật, còn 10 giờ theo giờ Việt Nam. Cách 2 tiếng à? Ừ. Thế thôi nhá, bây giờ gọi món, cái món tiếp theo là món gì? Chờ thằng Long đến vì thằng này nó gọi thịt. Ờ. Đến rồi. Đây có thêm một món nữa ra là món gì hả Thái? Đây gọi là tebaage. À, đơn giản chỉ là teba là cánh gà, age là rán, là cánh gà rán. Nhưng mà nghe tiếng xèo xèo ấy sao nhỉ? Xong muối à? Không, nó vừa rán xong nên nó vẫn còn đang xèo xèo. Còn lá gì đây, có biết không? Lá trang trí à? Rồi hả? Trang trí. Ngoài mất dậy nhỉ? Sao? Còn vẫn còn dính lông rồi. Thì Việt Nam thì lông thì làm sao vặt sạch được. Ờ, nó ngon. Ăn thử đi xem nào. Nói cho các bạn nghe xem là thực ăn chất là ngon của không? Em còn ngon hơn. Em làm còn ngon hơn. Mặn. Hơi mặn. Mà đâu ăn thử xem nào. Mặn này có bị gừng. Không ngon bằng quán em làm. Mặn đúng không? Hơi mặn. Ừ, nó mặn hết. Uống cái nước là được. Mà đây nóng. Đây là quán nhậu mà. Nên là nó làm thế để kiểu ăn phù hợp đấy. Đây là gọi là đây là Torizara. Torizara. Ủa, rơi đúa rồi. Không sao, phủi là được. Không sao, còn đầy đúa mà. Đúng không? Ba người mà. Tôi tí cho thằng Long đuôi này.
Tí nào, đuôi này rơi vào cho thằng Long. Anh đấy. Làm anh thật khó. Làm anh thật khó. Đây của chị, đuôi này chưa rơi. Đây là cái đĩa chứ gì? Hay là phải là cái đĩa hình này mới là tên đi, như thế? Turi Zara. Turi là Turi Mask và là lấy, còn Zara là đĩa. Là đơn giản là cái đĩa để lấy đồ ăn. Nhưng còn... mà đĩa nào mà chả để lấy đồ ăn? Nhưng mà đĩa thường nó gọi là Zara, còn Turi Zara như kiểu là để nó gắp đồ ăn vào ấy. Gọi là Bashi. Hashi. Hashi là đũa. Hashi. Phải học mấy từ để hôm nào đi một mình còn... Đũa này thì nó rời như đũa ở nhà mình ấy. Nhưng mà đi quán Nhật hay nói kiểu cái đũa mà làm sẵn ấy. Gỗ thôi. Gỗ xong tách ra ấy. Thì gọi là Waribashi. Tại sao gọi là Waribashi? Bởi vì Wari là... Warimasu là tách. Là chia đôi, tách rời. Bashi là đũa. Là đũa tách rời và ghép lại thành Waribashi. Nhưng mà ăn này, ăn chị ăn bằng tay cho xong. Không, thế để cho nó giới thiệu, tiện đà giới thiệu. Của cái này kê đấy. À, sạc luôn à? Thế chỉ đựng rồi. Không, chỉ đựng không? Đựng đây thì có thể đông người sợ rơi vỡ, người ta đặt đây bấm. Mà ở đây thì thường gọi nó có nhanh ra không? Mấy cái quán nhậu như này thì thường đồ nó làm sẵn rồi này, nên là rất là nhanh ra. Bởi vì đông khách không thể phục vụ được. Thực chất là trước khi hôm nay đi đã hỏi một số người Nhật là quán nào ngon, nhưng mà buổi đêm thì thường là những cái quán này thì nó chỉ là để phục vụ nhậu thì nó không làm tử tế ấy. Ý là nói thế nói Nhật, nhưng mà nói chung là đồ dã đông nhiều, đồ đông lại nhiều. Thì ở Pháp cũng thế thôi. Mình đã đi Pháp bao giờ đâu, rồi đi Pháp một chuyến. Đi. Thôi rồi, chị nghĩ trời hay mà em Long đến rồi gọi tiếp. Xong quay nhân vật chính mà quay nhân vật phụ. Nhân vật chính là chị á? Không ăn hình thì không quay. Đây bọn ngon không? Ngon, đây là món gì? Đây là món gì? Đây là món sủi cảo. Sủi cảo, chị vừa đi Trung Quốc chị ăn sủi cảo. Đi Trung Quốc bao giờ? Ngay trước khi sang Nhật là chị từ Nhật Trung Quốc sang đây. Chị bay từ Trung Quốc sang á? Còn đây là cái gì? Đây là gà biển. Đây là thịt gà. Gà băm à? Gà băm, gà viên, gà rất thiệt. Còn đây? Gà nướng. Cả một cái gà nướng. Hôm nay không có chuyện gì đấy, không còn sức nữa. Đuối. Long ăn, Long thấy ngon không Long? Ngon lắm. Đi làm một kênh YouTube để quảng cáo hai anh em mình. Đấy, bao giờ mà được các bạn nữ biết đến thì quá nhiều người biết đến. Quá nổi tiếng Nhật. Ra đi với hai bàn tay trắng, bây giờ gây được mối nợ khổng lồ. Con Thái thấy ăn cái gì đây? Gà đấy. Ngon không? Ngon hơn cái hôm qua ăn. Ngon đó. Để chị ăn thử cái này. Quán này. Em ăn đi, em ăn cái gì? Đây nhờ mẹ. Bây giờ tiếp tục quay, đây là món gì? Stick là toàn lừa đảo. Nhìn được nhiều lắm nhỉ? Nhìn toàn mẹ toàn giá với cả ngu này, lừa đảo vãi. 800 yên đấy, 900 yên đấy. 900 yên là bao nhiêu tiền Việt Nam? 80.000. Gần 200.000. Thế á? Mà được mấy miếng thịt? Thầy chung kết là thầy bị lừa đảo. Bình thường stick là nó kiểu dạng cả thanh như này này, hoặc như này. Đây ở dưới toàn độn giá thôi. Mà đúng thôi, đây là Inchata Gia mà. Quấn rượu, đồ ăn rồi đắt đúng thế không? Thế à? Đây là cái gì nhở? Thịt gà. Yakitori. Ngon đúng không? Ngon. Đây là nước sốt gọi là gì? Ta đây. Ngon mà mềm. Toàn đồ đông lạnh. Để ta kêu mượn được mua. Cả nó thùng này chắc bây giờ xe nó chẳng hay tối mai đi. Thế mà mình chả mua về nhà ăn có vẻ đỡ. Ai đi mua? Tối mai nhá.
Ừ. Ê, chấm này. Hạt cảo. Rồi bia cho anh đi. Ừ, bia. Ngồi đi. Rồi gì? Mày uống gì? Em đậu hay đồng. Đây là thịt bò à Long? Bò. Món giá thịt bò. Nam mai. Bi mở. Bi mở hai bộ nữa. Bi mở hai bộ là gì? Đúng rồi. Xong rồi đâu? Cái này đâu? Đó. Đây là cửa hàng gì à Thái? Đây là cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm. Ở đây có thể thanh toán tiền điện, tiền ga, tiền nhà, rồi tất cả mọi thứ. Có gửi thư, rồi coffee, rồi có đổi tiền được không? Nhưng mà rút tiền được, chuyển tiền được. Ừ. Rồi gửi bưu điện, nhận đồ được. Nghĩa là mình không ở nhà thì nó sẽ chuyển đến cái cửa hàng gần nhất tại nhà mình để mình đến đây mình nhận đồ được. Nói chung là 24/24. Đây, xem họ đã bán cái gì, đồ ăn này. Không biết món gì. Cơm trộn, thịt trộn, mì ý, chuối. Chuối bán bao nhiêu tiền một quả? 20.000 một quả chuối. Tiền đang tăng rồi, 20.000 đấy. Thịt, Long ăn một thịt. Ở đây thịt rau có hết. Nhưng không bán thịt tươi à, chỉ có thịt nấu thôi ạ? Thịt tươi có khi có, thịt có. Trứng rán à? Lâu rồi. 100 yên là khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam? Chị vẫn chưa quen. 20.000. Chị mỗi lần chị phải. Cái anh có bàn thẻ rồi không? Sữa, trứng. Đây là bánh gato. 250 yên là bao nhiêu tiền? Đây chơi phòng thuế. 270 yên. Là bao nhiêu tiền? 50. Bên này, bên này bánh không cộng thuế à? Đồ không chưa cộng thuế à? Nó sẽ ghi một cái là chưa thuế và có thuế. Ừ. Đây là giá chưa thuế và đây là giá có thuế, thuế 8%. Tại sao nó phải... Tại sao phải thế? Bởi vì người Việt lắm chuyện. Đây là các đồ khô. Đây, đây là rượu luôn. Đến một góc này gọi là nơi mà... À, chị nhìn thấy rồi. Thiên đường của những anh chàng họ kia. Đây, mình sẽ không quay kỹ, không các bạn lại xấu hổ. Xách hình mắt mẻ. Thái chắc suốt ngày ra đây mua cái gì? Không, nhà em có bộ sưu tập. Bộ sưu tập à? Đây chắc là nơi duy nhất mà bày bán. Công khai á? Hình như cũng có những nước khác nó ấy mà. Cũng phải công khai nhưng mà... Còn đây là truyện tranh. Có Conan với Doraemon không? Có. Là chuyện nào cũng kiểu này. Chuyện cho thiếu nhi này á. Nhìn này. Dán này để cho không đọc trộm được. Thế à? Long mua gì Long? Em mua thịt gà này. Sữa chua này. Thịt gà sữa chua. Kẹo cao su. Thế thôi nha. Chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi về nhà. Kết thúc một ngày rất mệt mỏi. Bạn em không? Chào đi Thái. Long chào gì à Long? Chào các bạn, mình tên là Long. Năm nay 23 tuổi. Tiếp này. Mình có sở thích là tập gym. Xin chào các bạn.